bên trực này hôm nay. Thắng ơi, đã hỏi tí, hỏi giá rổ tí nhỉ, báo giá tí cho vui nè. Vào về giá. Ừ, đây. Vào 4 triệu này. 4 triệu, cái này là 7. 7 triệu. Ừ. Nòng hoa lão này. Nòng hoa lão. Đấy, đẹp này mà. Ừ. Chân bệ sáng sủa này. Chất lượng tốt. Đồ, đồ, đồ khô. Tiếp trước chú ra quay trả qua cái trả bốc khô hết mà. Quan anh vẫn khô hết, chẳng có lực thu nhập của anh. Cái mùa sinh sản. Mùa sinh sản. Một cưới một sinh sản. 75. Đấy, còn con này thì con này à, con cổ này à. Nó này 8 triệu. À, cao hơn con này à. Con này về con này tầm hơn chục. Rồi rồi. Bán chị à, cũng điền cả đấy. 59 59. 59. Đó, mặt này nhìn về khuê. Đâu, bác kê nào. Đây á. Này bao tiền? Đó. Cái này bao tiền? Này nó 15 triệu. 15 triệu. Làm điền già, bọc tàn mịn rồi. 15 triệu. Văn Giang này đúng nhỉ? Xanh Nam Điền. Không phải, ý là ở dưới Văn Giang lên đúng không? Thường Tín. À, Thường Tín. Tiêu này. Quỳnh. Bao nhiêu? 15 triệu. Cái cối là nào anh? Đây ông già có đi không? 15 triệu. Đấy, ông chủ quay đây. Thường Tín. Đó, mặt sau đây. Cả hai mặt chơi mặt lạng kìa. Ok rồi, giờ lại vào đi hát được rồi. Hát tiếp rồi. Đấy, rồi đang hát rồi. Chạy ra và quay tí. Hát cho nhau nghe ở trong kia. Này chắc phải 4 người về nhỉ? 4 người kia. Thật ra hai người khỏe vậy. Ừ. Nếu mà không có chậu à thì hai người vô tư. Kể cả có chậu này hai. Nhưng mà chậu này hai người kia được. Ừ. Cái này nó nhỏ nhỏ gọn, chơi nó già rồi. Cao chơi. Cao thì tầm chắc 80-90 phân nhỉ? Thế thôi, chỉ à. Tổng cây thì tầm 90. Ok rồi. Cây này là cây của chắc ông Lập bán rồi. Hàng khô này. Con này bán. Thì là nó vừa tập chơi. Hôm trước thì để leo ngô, hôm nay khô rồi, bán rồi. 15 triệu. Con này chúng ta bây giờ cho về mặt hết lớp bán. Không là bọc bông mặt. Đấy, liên này bán được cây tiếp. Nặng quá. Bên xe đấy. Đấy, nhà có không gian bày cây này được. Hoàn thiện rồi. Sang đây tí. Bà Liên thì đang bận bán cây rồi. Cây hoa giấy được rồi. Rêu là rêu tự mọc từ nó lên nhé. Cái rêu mới ở đó rồi, cho nên nó mới mướt rồi. Đấy. Toàn hàng đẹp này. Chào chị Quốc Khánh. Toàn hàng đẹp này. Mình sẽ lại mất mẹ số điện thoại nó rồi, gọi tìm nếu đưa có gì này. Ai cơ? Thằng Đông Anh. Mày tính mất tiền mày gái ra tiền mấy lần không thấy. Tí cho. Ừ, mình tra lại cái. Xi này thì bao nhiêu tiền? Xi này 4 triệu. Hơn 4 triệu. Cây 6 triệu. 6 triệu. Cây phòng cũng làm đàn. Đấy, dáng hay đấy nhỉ. Cỏ. Còn con này thì 4 triệu. 4.
đây. Hai cái này là 3 triệu. Cái này với cái này. Cái kia. 5 triệu. Ok, toàn những đồ nhỏ nhỏ hay hay đẹp đẹp. Mà không có quả, có quả này. À đấy, đấy. Có quả nhé. À, ừ, hồng hồng mai thì bao tiền, quên chưa hỏi. Cái này là 4 triệu. 4 triệu. Chưa hỏi. Đây chưa định mang đi, con nó có mang đi nhưng mà chật vườn, ừ. Mang đi chật chỗ. Nhưng mà phiên sau không biết có được bày ở đây nữa không nhỉ? Sao? Thấy đang tổ chức ấy mà. Đấy. Tổ chức căng bạt nhất bày gỗ kia đây mà. Triển lãm gỗ. Chỗ kia có được ngồi nữa đâu, dạt hết ra đây rồi mà. Triển lãm gỗ. Gỗ gì? Đằng kia bây giờ có được bán cây nữa đâu. Đồ gỗ rồi. À, triển lãm đồ gỗ mới nè. Đồ gỗ mới không mà thức vừa đây vừa về xong vừa về nữa sì. Không về sớm ấy. Bởi chợ đây cây đẹp nhà ông nhà. Chứ mang đẹp. Ông cái sớm hôm sáng ông gọi điện cho tôi, ông bảo là vào chợ chơi đi. Chưa quên rồi. Hả? Vừa về xong. Thế à? Ôi, nó hay được sớm. Đấy mà. Tôi nắm bảo bỏ rồi. Cái này lại chặt cái bộ thế thôi vậy. Ừ, đi xe to thì hả? Gọi đi mà tôi biết tôi ra đây rồi về để hẹn nhau để hẹn hơi. Chi để bao tiền vậy? Khách trả 3.3 triệu. Thế thì giả 2 triệu. 3.3 triệu không bán là 6 triệu. 2 triệu rưỡi, 2 triệu, 3.3 triệu không bán là lên 4 triệu. Ra đằng kia đi cái thang. Nghe hơi đứt mà. Cái này chưa muốn bán, mang đi cho chặt chỗ. Để cho tôi không bán đúng không? Cái này phải làm đấy. Đời nó dở. Đấy. Mang đi để trưng bày không bán. Cái này phải làm đẹp cho này. Ai giờ răng rửa đèn bán nó khó. Có hoa có sáng rồi. Không mua là có người chê đắt rồi, ông định không lấy. Ra đi này không có giỏ giòn. Cái vàng to mà nó giòn. Cái bệ ú. Ê mày dở. Để đi ra mặt cái này hoàn thiện được chơi rồi đẹp củ này bể đấy bể gì xi măng giả đá cũng rêu riết lên rồi đấy rêu riết rồi đấy ra mặt sau quay mặt sau phát không có lối lách không có lối lách mà Hải lại thích cái xi rồi lại vào vườn ấy rồi, vừa chỉ thích mua trong vườn thôi. Giàu lắm, lắm tiền lắm. Tao mà cây tao qua cả bây giờ đâu. Nhưng tôi thích cả mua luôn. Tiền lắm. Mình chơi cái đẹp này, mà chỉ trước cái bé. Chưa ai hỏi, thi rồi sao còn ok lắp đẩy trời nữa. Mười mấy triệu bạc đấy, bé tí. Đi làm thì nhàn tênh nhưng mà ngày nào cũng tiêu mười mấy 20 triệu bình thường. Nó bỏ là đủ con béo mấy tiền thì nhận đủ rượu. À kìa. Nó về đây đi rượu, bây giờ tao nó bỏ cho nó đủ rượu. À dạ.
đấy, chật quá, đấy, chật quá. Thôi, được rồi. Ổn quá. Đấy, đẹp này toàn đi qua thôi. Cái kia trả 200-300 chắc bán đấy. Mày trai thì chúng ta là cả. Dạ, chờ đi, tắt máy cái đấy. Ok, rồi nhá. Mẹ sổ sắt đúng không?